Hello cả nhà, lại là mình đây, Google 17 tuổi. Nay mình xin phép review lại trận kẹo bắt ổ rắn, gồm 5 con. Nhưng một mình kẹo thì không thể nào bắt được, phải nhờ đến đồng đội của mình. Liệu rằng kẹo và đồng đội có bắt được ổ to bự này hay không? Lấy ở trên, nếu mà ổn định thì em đưa anh qua lầu. Không có được, Minh Khang hở ra cho anh đi, Minh Khang. Không được rồi. Phe này đi, các anh lên nè. Minh Khang ơi, con nhã đó, Minh Khang ơi. Ép nhã nè. Rồi nó ép vào mình. Tự sang tiền thưởng là của ai á? Làm sao con nhã đó nó ngậm cái lại con á? Hình như ở trong con này là top 1 sao á? Không biết có phải không nữa à? Không phải, top 1 ở dưới biên dưới á. Giang hở ra cho anh đi chỗ nào. Bạn Giang đừng có chui vô chỗ đó, chui vô anh không có qua cái lên chỗ bách được đó Giang. Anh chui được không vậy bé? Đó, nãy em chờ anh á, bạn Giang mới vô, đợi phòng sau rồi Giang nói ra. Huỳnh Ngọc Quốc, Việt Nam thì lắc đầu đi. Việt Nam á? Việt Nam là ai? Rồi bắt lớn, bắt em lớn qua bên kia bắt. Minh Khang, Huy Khang gì, Huy Thắng gì, Hình Thắng này nữa. Rồi, hình như con nhã nó ngậm. Thanh ta, hôm qua gặp anh kẹo đúng không nhỉ? Gặp ở đâu? Bây giờ là Từ, Minh Khang hở ra cho kẹo kẹo chui lên nè. Phe này được nè. Bí mở đất mà đá rồi chưa? Cản con Huy làm ở dưới ơi. Bây giờ anh lớn tao bắt đi rồi cũng. Hello đời du sưng nha, cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh sức khỏe. Tên gì đâu biết, hello anh, vẫy. Hello tên gì đâu biết nha, cản con dưới nha. Bọc quay đây. Rồi quay được chưa? Rồi. Rồi lên tới bắt rồi, em không biết bên kia là cái gì. Ôi trời ơi, nhiều giai đoạn thế. Thử lắm mà. Cái dòng nó rộng mà. Mini lắm. Bây giờ là im rớt cái đuôi chỗ bên bách. Rồi bách rớt đuôi ra. Như đánh trận. Nhiều giai đoạn chứ ta. Muốn bắt cái con đá muốn khổ anh em. Thử lắm. Mình chia ra mình mới bắt được. Bây giờ là phải hở ra anh em. Tại vì nó đang cuốn cái con phía trong á anh em hả. Nó không có bỏ đi được. Cho nên anh em cứ hở ra là kiểu quay cuốn được thôi. Chứ anh không ta, cần là phải nằm ở trong. Thì em lắc đầu rồi, em cho 6 triệu điểm ý. Ủa? Chị Hạnh đừng chị Hạnh ơi. Rồi. Đó, chui. Xanh kia. Khang nó chết rồi. Em quay lại đó đi, để chị bọc. Em xác vô thân chị nha. Ok. Lên chỗ đá được không ta? Không đâu, cái con nó mới hồi sinh, từ từ đi. Mặc kệ đời tôi, ổ này ổn quá luôn. Ổn, không ổn. Bắt vào bụng nha em. Từ từ Bin ơi. Anh không cắt chỗ đầu. Trời, nó đi cái kiểu chết tiệt cái kiểu. Từ từ đi. Đi cái kiểu nó cuốn rồi xong nó lên đó, nó làm cái vòng tròn đó để cho nó rộng ra. Khoan, chị Hạnh ơi, để cho vàng lên đó chị Hạnh ơi. Vàng lên đó thủ đó. Ui, bắt đi rồi anh ơi. Bắt đi im ra em lắng, mình lấy đất mình bắt á. Thợ săn tiền thưởng là của ai đây vậy chị? Nè, hát bạch, lấy đất nè, lấy đất nè. Hai con anh ơi là sao Khang nó nói gì ta? Hưng, không được đặt tên. Giống như là nó đặt tên giống nhau á chị. Hai con ở sao? Từ từ hát bà ơi, đừng làm anh buồn nữa em ơi, mười mấy lần rồi em. Từ từ em đi qua được bên này là tới rồi á. Đây. Bin hở này Bin ơi. Ổ này nó đi cái kiểu gì vậy trời. Đưa lên đó đi. Lần này đầu tiên trong lịch sử loài người quá anh em. Ổ này nó đi cái kiểu gì, ôi trời ơi luôn. Nhìn con này nó cũng ra gì đấy. Em qua tới bên đây được rồi. Ơi
từ từ đừng có vội. Đừng vội, Hà Nội không vội em ơi. Từ từ, đừng. Ngẫm nói anh nha. Anh quay về chỗ kia. Ủa, ai chơi tiền thưởng gì đây? Sao chạy vô đây vậy? Alo, chạy ra anh ơi. Tiền thưởng, tiền xu gì đây hả? Rất đuôi anh ơi, quay về đi. Đang về nè. Nó động quá, nó cuốn cái ổ vô ôi luôn. Từ á, mình đi không thấy đường á. Thôi, dán em lại đi rồi quay về luôn đi. Quay về. Từ, bắt anh đó, chạy qua kia. Anh quay về. Hưng bắt ơi. Chạy qua. Hưng bắt hai đứa. Rồi đi luôn đi. Bạn vàng qua. Nhưng mà em sợ anh không có đủ đuôi qua bên kia nên em mới kêu anh quay về, anh mới đủ. Trời ơi, cái con này nó đi cái kiểu gì vậy ta? Không có lên được nha, anh quay về liền đi rồi em rất đuôi là anh đi được à. Bây giờ anh quay về đi, nhanh lên. Chắc về cái phe này dở đi với ta. Phe này của tiền thưởng thằng gì á, anh chạy ra anh thôi. Bách ơi, đừng có đánh bạn màu vàng á ơi. Vàng là quen á, tại vì... Đúng rồi, Bách ơi, Bách em khét lên trên đi, Bách đừng có chung vô Bách. Em khét cái bạn chai kem á. Rất đuôi anh ơi, em cũng... Ở đây, cái đầu đó nè. Ui, nó đi, nó cuốn cái ổ gì tôi. Ác chứ trời. Như đi đánh trận luôn. Là trời. Rất đuôi, Bách ơi, giữ anh chị bên kia nha Bách ơi. Rồi, đi luôn. Được không? Rồi anh cuốn ổ này sao anh? Luôn á. Cuốn này rồi, mười mấy năm mới đủ hai đuôi à? Từ đi theo đuôi em nha. Đã tắp đi chứ còn nhanh đi. Nhanh nào. Lì đi chứ nó chạy ra em. Đấy, cái đầu đang tới kìa. Tao không có đi được. Từ. Nhanh nào. Bát tự vui á, Nguyễn Minh Hương, Bát ơi, anh hai con đỏ. Hoàng đi vô hả? Rồi ai bảo ok. Sau khi phối hợp nhịp nhàn, thì kẹo đã bắt được ổ bự trà bá lửa. Bắt được là một chuyện, còn có ăn được hay không chờ xem. Được không? Ổ này mấy con lận chị ơi? Ôi bắt né bắt ơi. Ổ này 7 con lận chị ơi. Ừ, lắm anh nhìn. Từ nha. Đi chậm thôi, cái con kem nó ép vô như chỗ bé nè. Từ bé, ở đó đi bé. Từ chừng nó ép vô kìa. Chỗ này nó chặt quá. Em kem tên gì vậy à? Thanh ta, bác ăn đi chơi. Trời ơi, từ đã. Hưng ơi, đi chạy lên đây rè cho anh cái ơi. Ổ này bây giờ là phải các người giữ như vàng hồi nãy á thì em mới ăn được, chứ còn đi mà đỡ mà tạo hai lớp đuôi là ối dồi ôi luôn á, là không biết bao giờ luôn á. Hello chị Hồng Liên. Quốc Huy, hai con đỏ. Không có đường chui. Bây giờ anh tiền thưởng sang tiền thưởng tiền xu gì á nên chạy ra chỗ đó ơi. Chị Hạnh. Bây giờ em lắc đầu với là Việt Nam á, lấy cờ Việt Nam á, tiền thưởng tiền xu gì đó rồi xong chị chạy qua bên đá nha. Chị chạy qua đó, chị ôm em vô nha. Chị ráng ơ quắn được em vô nha, được không á? Đây. Hưng ơi, em mở đất ra cho chị đi Hưng. Dương Thúy Hằng, ôi giời ơi. Hưng ơi, bỏ đuôi. Alo Thúy Hằng. Anh ép đất vô nha, anh ép đuôi em nha. Em đi hai thằng đủ để quay đầu lại thôi. Hưng tăng tốc Hưng ơi. Tăng tốc. Bây giờ là chị... Không được, phải qua tới bạn Việt Nam mới được. Chị lắc đầu quay Việt Nam ơi, rồi xong em xử lý cái trường hợp này cho. Huỳnh Ngọc Quốc, thợ sang tiền thưởng bảo kê cho kẹo gì? Sợ sang tiền thưởng à? Sợ sang tiền thưởng, chị đỡ chị Hạnh quấn cũng được. Chị Hạnh quấn, tại chị con á, vợ nói chuyện không? Trời ơi, anh ơi. Từ, đừng có lên đá nha chị, lên đá là đi luôn á. Rồi, cái ngã đâu vô trong đây vậy? Lê Đình Trọng, alo. Thôi. Chào em ú là trời. Ôi, chạy ra anh ơi. Ôi, chị Hạnh ơi. Ui, mày vậy chứ, con chá của em nó rớt cái tay luôn kìa. Ôi, xím nó cày tơ chín món rồi. Ê. Rồi, không thấy đường. Nhà không thấy đường á anh em. Con nhà đâu thấy đường á. Đó, anh chạy động ra. Rồi, anh em lên cho ban ơi. Từ anh ơi, coi chừng. Trong cái ổ này nha, là một cái ổ bảo kê ở trong. Xong rồi ở ngoài là có hai con màu đỏ sắm xếp nữa. Thôi, đừng tính, bí rồi. Bí rồi, anh là chùm tính. Nhưng mà anh từ khi anh nhập cái ổ này, anh hết chém tính luôn nè. Ổ này tới 7 con, anh hết chém tính luôn nè.
thừa Nguyễn hiểu anh là chùm tính anh rồi. Anh chơi rắn vì vậy. Mình gặp cái ổ này là hết dám cuốn rồi, dám tính luôn nè đây. Ổ gì nó bự, quế bự luôn nè, đi nãy giờ. Cái đuôi gần 10 triệu điểm mà đi mà không đủ hai đuôi. Tính kiểu gì? Giờ cha chị Hạnh chỉ chui quay nè. Chị Hạnh ơi, chị chui ra chỗ Nam Gia Banh nè. Không có trả đầu chui được không? Từ từ đó, em để em đón. Được chị ơi. Rồi lên chậm ơi. Thanh ta, tính xong nó ngược lại. Ôi, đủ quá hai đuôi. Ủa? Tỉnh. Hay gì ta? À, 10 triệu điểm đuôi mà. Nhưng mà đủ mới vừa đủ hai đuôi thôi. Thôi cái bà Việt Nam đã đi rồi. Mặc kệ đời tôi, không nhìn thấy đuôi của cậu vàng đâu nữa. Đủ hai đuôi chị Hạnh ơi. Cuốn được em má. Coi. Ê, không biết cái chỗ này xuống được không ta? Rồi đây em dòi con này cho nó ấy ơi. Nhanh đi chị ơi, nhanh đi, em đuối chị ơi. Để em khích lại nha, rồi. Duy Lê, góp mấy giờ vậy anh? Được chị Hạnh ơi, hắc não. Ôi, đã, hay, em á. Em thấy ghê không? Em hắc não cũng đã ghê. Ok. Thấy y không? Cuối cùng kẹo đã được sự bao bọc của đồng đội, cuốn kẹo lên mục đích để bảo kê kẹo cuốn những con trong, để không bị team địch vào úp. Rồi bây giờ kiểu anh em lấy đất rồi, cho chị Hạnh chỉ lấy vòng rộng ra đi. Cuốn cái ổ này gồm có 5. Nãy nó bảo mấy con biết. Khánh Đông, lên kèo nhẹ chơi ca. Ờ, tương ở ngoài là 2 con. Lên kèo quá. Một phòng bút điểm ở trong nữa. Đại xăm xiết là 2 con. Xanh là 1 con. Em nữa 7 con á. Đại xăm xiết là 2 con, xanh là 1 con. Rồi cái con ở trong con xanh nữa là 2 con nữa là 6 con. Một phòng bảo kê ở trong nữa. Ôi, là một vòng béo kê ở trong nữa hả? Có một vòng bảo kê rồi, có một nắm ở trong. Cuốn một ổ 6 con rồi. Từ từ nha, chậm chơi đó nha. Cứ bình tĩnh. Ai miếng đất chứ, chị Hạnh bảo kê rồi. Rồi miếng đất hả? Chị Hạnh đi động đó chị Hạnh nha. Em ngại khi chị nói là máy chị lắc, hay là mạng chị lắc, hay là chị có chuyện rồi lắm nha. Yên tâm. Quốc Huy, bốn con anh. Rồi. Em ngại mấy cái chuyện đó lắm á. Anh ơi, hay là em ngẫm đi. Em ngẫm cũng được, tại vì em còn nhỏ đó, em ngẫm cũng được, nhưng mà anh, đợi. Anh đi tới. Đợi anh tới chỗ em rồi em ngẫm đi rồi em vô lại. Không, bây giờ anh đi sát em vô đi rồi vòng sau em ngẫm. Rồi ok cũng chơi. Không phải chờ cái đầu của kẹo tới rồi em tự sát cho. Buồn ăn may. Hi hello kẹo. Hello buồn ăn may nha. Đi ăn kẹo thì nó lấy được chứ. Rồi, rộng ra anh em ơi, chỗ cái gì trơn rắn gì mà ấy nè. Rộng ra đi ăn cái ổ này. Anh đi sát em vô luôn. Nè, một con top. Đây. Cái đầu đâu rồi. Đi sát em vô đi rồi vòng sau em chết. Đi sát em vô trước đi nè. Kỹ dữ biết. Thắng Quốc, hello anh. Hello Thắng Quốc nha. Ui cái đuôi rớt nó đi theo anh. Cỡ trời, cái gì đâu mà. Ui là trời. Xin đo. Ôi, cái tên nó giống nhau. Rồi, chỗ này hình thắng hình gì đó, rộng, chỗ này cho chị Hạnh chi động ra cái cho nó ổn áp cái. Cuốn ổ này thôi á. Nhận kèo không? Kèo gì anh? Rồi Khánh anh Đông. Đi gần tới chỗ em, anh kêu em nha. Kèo gì anh? Từ, cái đầu nó đây, khoan. Rồi anh tới rồi. Ổn chưa? Rồi, anh lấy đất luôn, chỗ này luôn. Kèo gì ta? Kèo anh Đông là lên 1k sao, là lên 1k điểm là sẽ được 1k sao. À, chu cha. Con này nếu mình ăn nó lên 30 triệu điểm thì. Ổ này lên 30 triệu điểm nổi không ta? Ôi! Ôi, con kia nó vô kìa chị ơi! Con cẩn thận đó nha! Kệ nó, không sao. Rồi. Tìm ra đó! Em biết cái con này là team nào rồi, team KW sơ á. Còn có B con à, nó ngẫm hết rồi, còn B con này à. Đi rộng đi, rộng cái vòng ra hả, chị rộng ra đi. Nguyễn Thắng, xem hấp dẫn quá anh. Rồi, rộng cái vòng này ra cái y bài à. Chết chè, mini ở đâu, con bộ đẹp nhé ở đâu, hồi sinh chỗ này ấy.
phần sinh ở đâu? Trong ở phần trên... của chị hay của em? Ở trên đó trên đầu chị á, coi coi chị luôn, coi chị cuốn nó luôn nha. Con đánh nó ngơ ngác lắm á. Chị mày ngậm cái là coi như là cuộc đời của em đó. Nó cũng trôi dạt về đâu, em cũng chả biết. Trời ơi, chị chưa có giết được nó đó. Bên đây em chưa có động lắm nè, chị rác nó chị đi rê chỗ hình thắng nè. Thắng hình thắng cái này là lấy đất ở đó hình thắng á. Lường Minh Tuy, quá hấp dẫn. Rồi chị động ra cho đó nha. Chù trời. Này, nó chết rồi. Gẫm rồi đúng không? Rồi yên tâm rồi chị ơi. Rồi, vô lớp trong nữa cái nữa nè. Hai con tim đá ở ngồi đang cứu đó, cho nên chị phải giữ mạng, giữ cái đầu lạnh cẩn thận nha, đừng có rung nha chị. Rồi. Em okay. Ngại như là mấy chị lát hay là chị bị nó tạt rồi á, mấy cái đó là thôi. Mặc kệ đời tôi, quả này mà thành công thì phải đăng y nhé. Ok. À, có mọi người ngoài nè, có tim mình đó mà. Không sao. Ui, dòng mùi luôn, các kiểu à. Ui, để rồi, sướng rồi. Cả tim đổ ngồi đúng không? Nguyễn Thanh Sang, mong anh giành top 1. Mình có 10 triệu điểm rồi. Mà bây giờ là mình đang top 2, 10 triệu điểm. Giờ mình kiếm 5 triệu điểm nữa mà chẳng lý mình cuốn cái con ở trong hạng B. Rồi hai cái con ở trong nó cũng có top nữa, top nhưng mà nó gần lên top nữa. Thì cái con hạng B giờ cho nó ngẫm ra mình ăn nửa con, còn nửa con là mình cho mình đút cho hai con kia, con xanh với lại con kia ăn. Thì hai con nó lên top. Dung bay vần, hello kẹo và cả nhà chào Dung, chúc Dung xem like vui vẻ mình nhé. Mình cá thêm hai con trên top nữa. Là mình ăn hai con trên top đó là ok luôn. Là cá thở, cá khả năng là lên đó. Rồi kiểu ôm vô chỗ này, xếp cái này. Cá thủ hơi bị dai á nè. Lạc lối, đừng tính trước bước không qua nha em. Ok. Phải chăm chờ và ít 10 thôi anh em à. Nhưng mà từ khi mà các cái mọi người bảo kê cái kiểu như thế này nữa, nó rơi ít 10 ngon lắm. Nó cá sơ, nó cá nha. Chị đi rộng này tí nữa. Này, chị đang đi từ từ. Chị đi, cứ đi từ từ, từ nới, rộng, rộng là ok á. Rồi em kiếm ít 10 mang luôn rồi. Cứ Quốc Huy, con ngoài định cuống hết. Lập được hai cái ít 10. Ăn con lập ít 10, ăn con lập ít 10 là kiểu gì nó cũng 20 mấy triệu cho coi. Đó là cá nhân điểm nha, còn không có nhân điểm thì nó sẽ khác nha anh em. Con ngoài nó chết rồi anh em. Con ngồi nó... Một con đi rồi sao á? À chưa chưa, con nào vẫn còn nguyên quẹn à. Nó thủ hơi dai á, tại vì cái ổ này nó bự á, nó thủ hơi dai mà chung với nhau không. Ê, Lạc Thiến ngoài nữa nè. Thủ dai chỗ này. Để kêu luôn.
dòng mới nhỏ rồi. Không biết con nào ngẫm, anh em đoán thử con nào ngẫm nha. Kiểu nói con xanh là ngẫm trước đó. Khen, quay lại em ơi. Con xanh ngẫm trước rồi sao con đỏ ở dưới? Rồi rồi cái con top B là nó ngẫm sau cùng. Nếu mày là con xanh. Bé đâu nghỉ rồi à anh? Biết nữa. Nếu mà con xanh với lại cái con đã ở dưới kia ngẫm cho đúc cho cái con hạng B này ăn á, thì con hạng B này nó sẽ lên được 13-14 triệu. Kiểu ăn lên thì nó sẽ ngon. Còn nếu như cái con hạng B này nó ngẫm á, thì kiểu đúc cho kiểu đỡ mồi, đúc cho hai con kia nó ăn, cho hai con nó lên top là mình ăn được hai con top. Phát Hưng, keo ngầm trước ha. Kiểu là an toàn rồi, trong trạng thái an toàn rồi anh em mà. Trừ khi mày lắc nó mới ngẫm thôi mà. Biết là chắc không lắc nổi đâu. Đã kiểu cũng cố đi động rồi kìa. Phan Nguyên Huy Hoàng, chào kẹo kẹo ơi, quay lại xem rồi đây có kèo gì chưa? Hello Huy Hoàng, đợi em cái kèo cứ 1 triệu điểm là một cái sale. Mẹ cái ổ này lên được bao nhiêu? Ôi con xanh nó thảy đất, nó nhường đất cho cái con kia kìa. Ôi con bay con này nó chơi chung với nhau, nó thảy đất nó nhường cho con kia kìa anh em. Không phải nó hiểu thao, cúp điên cây cây. Biết sao không? Nó không có nghĩ là em được bảo kê bên ngoài. Cái kiểu nó nhồi thịt ra để cho có ai ép vô á, hiểu không? Thì phải đi rộng rồi chứ trường hợp kẻ thi. Con xanh là đi trước. Nguyễn Đạt, ba con cạo thế lâu chết lắm. Rồi cũng đi anh đi mà, tại vì cái phê này kiểu hai lớp kiểu cứu xiếc gì là cũng đi à. Anh đi từ cái dòng bự mà kiểu đi xiếc còn cái dòng nhã à. Nhã cái dòng à. Nó đang cạo thế à. Lường Minh Tuy, con đỏ nhỏ chết rồi anh kẹo. Hello Lường Minh Tuy nha. Đỏ nhỏ chết. Đỏ nhỏ nào đó. Hai con đỏ lận, trong này một hai đỏ một xanh á. Cảm ơn anh Duy Cường nha. Chúc anh sức khỏe nha anh. Nó ủi, nó muốn ủi mình rồi. Nó sẽ ủi bất chấp á. Thanh ta, còn ba con. Còn bé, ui nhau mùi, ui. Combo 17 nè. Ui nó nằm một cục luôn kìa. Bé con mà nó ngẫm cái là ngon luôn á anh em. Giờ sao trời. Lụm được cái combo 17 rồi. Bé cũ. Nó đỡ, nó chừa cái lỗ để cho mình chui qua đó. Mình cuốn cái con kia ra. Nhưng mà mình không dạy anh em, nó sẽ ép mình đó. Được cái chơi dài cái phe này. Văn Quỳnh Nga, giái trời cho nó ngủ. Thì rồi nó cũng ngẫm thôi, nhưng mà không biết khi nào thôi. Hình như là 4 con, hồi nãy nó cũng đang cuốn con trắng với lại con 5 con đó. Ổ này 5 con á, mày ngẫm lúc mày kiểu trong thời gian kiểu cuốn đó, nó đi hết rồi. Còn bê con thôi. Kiểu nhớ có một con mèo với lại một con trắng đó. Khánh Đông, không lượm X10 nữa. Bây giờ là đỡ coi hết. Ăn nó lên được nhiêu đây. Lập X10 chứ không lụm mà tí nó mất á. X5 hướng 9 giờ à? Rồi ok, để em đỡ đó, đỡ dành đó cũng được. Với lại nếu mà con kia nó ngẫm á thì con Kevin Hải, giờ mà bị đóng map thì sao mọi người? Cây mắt thì thôi chơi lại. Ui nhông mùi nè. Còn ấy. Đỡ dành đó anh em ơi. Thái Hoàng, ăn chay tu đi anh cây. Vô đây là nguy hiểm. Nhông mùi hướng 1 rồi. Em thấy rồi, em đỡ dành đó, em thấy. Bên này có ông xanh đó, nó cũng thủ ông dài á. Rồi
Một con đi rồi sao á? Ủa một con đi chưa ta? Tại vì hai con nó giống màu đuôi với nhau kiểu không rõ nữa. Không biết là một con nó đi chưa. Nhân 5 nữa nè. Rơi nhân điểm rất là nhiều. Nãy giờ làm nhân 5, nhân 7 nhiều quá rồi. Tới khiên ăn đá không có nhân điểm nữa rồi thôi luôn á. Khóc tiếng máng luôn á anh em. Như một đã đi rồi sao á? Hay là đã nằm ở trong bụng con này á? Đức Khang, ăn ổ này được 30 triệu không kẹo? Cả nhân điểm nào mày lên được đây, để em coi chứ im ổ này im không có đón được. Ổ này không biết đón được. Ở kia con kia nó làm gì kia kia. Không tài nào đón được cái ổ này được. Thường thường một con á mình còn đón được chứ còn. Còn ví dụ như cái con top B kia nó ngẫm cái rồi hai con này nó ăn lên rồi hai con nó lên trên top, nó lại cá trên top nữa. Xem mà đón được đây. Và như xanh nó đang mi nó rình rình tàn đó. Vũ Duy Khánh, không biết nhưng mà chắc chắn top 1 KK. Chắc chắn top 1 á, chắc chắn rồi á. Hạng 1 lên hạng 1 là chắc chắn rồi á. Ăn chay dù ăn chay cũng lên rồi đó. Dòng quá nhỏ rồi. Đợi kiểu coi thử cái lúc mà cái dòng nó nhỏ không? Nhỏ xíu rồi xong nó sẽ phản ứng, nó sẽ xử lý như sao. Tại vì hồi giờ chưa cái kiểu mà cuốn bê con cùng một lúc á. Này hồi nãy hơn bê con luôn, 4-5 con vậy đó. Như nó ngẫm, nó đi dần rồi. Ui. Nó đang chơi cái trò chơi gì đó gì ta. No. No. Nó đang chơi trò chơi gì đó gì. Nhớ trời. Nó hủy điểm. Oh no. Wow. No say như thế này. No say như thế này. Chết chê rồi. Cái gì vậy ta? Kevin Hải, nó chưa đất để nó tạc. Chưa đất nó tạc hả? Làm gì kia vậy ta? Làm gì đó này? Văn Quỳnh Nga, chết cũng không cho kẹo ăn. Ui là trời ơi. Làm trà chấm gì đó hả trời? Ủa cái con ở trong cũng top 10 luôn. Hai con, một con top 10, con top B. Nó để tên giống nhau luôn. Ủa làm trà chấm gì đó vậy? Chàm anh, mặt cười chảy nước. Ôi. Xấu không được ăn rồi chợ. No. Ủa là chợ, cái gì vậy chợ? Nó còn cục thịt đó ăn á lên cứ con chịu hả ta? Bê con bê chịu nữa hả? Quốc Huy, nó phá điểm. Cục đó ăn con chịu à? Không được nữa. Sợ không được nữa hả? Trời nó làm cái trà chấm gì đó vậy? Quốc Huy, nó xoay vậy không lên được nhiêu đâu anh. Tức chứ ta. Tóc 1 chắc là cá thở đó. Nhân 10 nằm đây nữa nè. Nhân 10 Nhung Huỳnh, cả tem vất vả mà chơi kì. Yêu yêu xương xương. Kỳ vậy trời.
là trời. Ôi thôi xong rồi, đây rồi. Ôi. Con tự sát hết hả? Ôi nó còn ăn nữa kìa. What? Ôi là trời. Hơi lắc, gặp búp bẩn rồi kẹo, mặt cười lộn ruột. Hả? Đợi đón team mini vô đò, chơi với bả chứ bả phá thịt cung vậy. Team vô tạc ăn cho bọn. What the hell? Con này đi luôn đi, đang có X10 nè, gỡ giống được nhiêu gỡ ấy. Phát Hưng, quanh trong gì điểm đâu ăn team nó là vui rồi. Quan trọng gì điểm em cũng... Cái team đó, nó chơi kiểu gì thì ai chơi lại chờ. Tìm gì chơi kiểu gì vậy ta? 5 con mà không được con nào hết. Mặc kệ đời tôi, đã thế ít cũng ăn cho đỡ ức chế. Ăn ra đỡ ức chế thôi chứ biết sao giờ. Ôi là trời. Quốc Huy, hỏi nó chết còn cụt tí nỉ. Chết che mini hồi sinh rồi mất tiêu rồi. Từ 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 từ. Chết che rồi. Sao? Em đi một thằng á, mini cái dòng nó đông quá mini hồi sinh. Còn một cục thế này thì ăn kiểu gì đây ta? Đi cái dòng chặt quá xong giờ cái dòng nó rộng á, đi cái dòng nhỏ. Văn Quỳnh Nga, tìm ít đi kẹo ơi, còn thở là còn gỡ. Rồi tìm ít kia đã. Con mini nha chị nha. Rồi cái nhân điểm. Rồi nó chết rồi. Ở trên con mười mấy con ở trên, nó không phải là một con đá đâu. X5 hướng 8 giờ. X5 hay 8 giờ rồi á. Khoa Võ Đăng, tìm X lắp đầu thử ăn. Rồi cá đi đâu. Ý em sang nè, em sang trong bụng. Làm sao để hai con nó ngấm một lúc luôn á. Ủa cái con ở trong lại con tấp bê hả ta? Chắc vậy quá à. À con cho tâm còn hạng B cả. Hạng B còn. Mong cho nó ngẫm một lúc luôn hả. Pin nè, coi 50 pin vẫn chưa xong SSS. Rồi. Dòng nó nhỏ. Có cái nhân điểm không? Bây giờ là giai đoạn rồi kiếm nhân điểm được rồi. Ơ chá. Cá thằng con thổ giết cười ở đâu chỗ này vậy chị? Con nó chưa giết được á, nó đi lung tung á. Từ từ rồi đây, không sao đâu bình thường thôi. Con đã nó không cái được. Tuấn Đạt, chào kẹo chào Tuấn, chúc Tuấn xem live vui vẻ nhé. Alo Tuấn Đạt nha. Giờ là coi xếp chồng chồng rồi đúng không? Chồng chồng rồi nữa, con này nó đi chắc rồi chồng chồng rồi nữa. Thụ dữ hả? Nếu mà đi vòng nữa thì mình sẽ bị chờ đuôi nó lâu á. Con mini đâu rồi kẹo, nó còn sống không vậy? Em cũng không rã nữa. Em sợ em đụng mini lắm nè. Bây giờ Thanh ta, X5 bất tử. X5 bất tử anh em. Giỡn hay đang chơi vậy? Bất mãn ơi, chứ bất tử cái gì đâu. Rồi chị Hạnh đâu? Cách nhau không chị? Chị coi thôi. Không. Ở đó đi. À chờ. Chết tiệt, cái thằng chết tiệt. Chết rồi hả? Lấy đất rèo kìa. Nó như gì, hát cái bài gì cho đúng tâm trạng ta. Thanh ta,
ai biết gì đâu thấy nâu nâu. Đồng đội của bả vô lại nữa rồi nè. Trời ăn con đá biết lên nhiêu không trời, trời ăn con đá lên được á. Nhiêu 50.000 điểm. Ui lời trời. Ảo thật đấy. Còn con này dớt được nó, con dớt được con này không nữa. Quốc Huy, buồn làm chi anh ơi. Hát cái bài buồn làm chi á hả? Dớt được con này không đã. Kiếm nhau 10. Cố gỡ con này kiếm nhau top 1 với anh em. Con này hạng B nè. Con cuối cùng. Chị rộng đây tiếp đây trời ơi chị ơi. Rộng đây con hàng B. Không có ít luôn, giờ không có đăng điểm luôn. Dạ nó không có ra ít luôn. Nho Uông, đi lớn vòng ra đón rắn bé vô đâm nó thôi. Mặt cười lộn ruột. Rồi rắn bí ăn hết mồi của kẹo rồi xong. Gì luôn cho rồi. Có ít năm hướng 1 giờ. Ít năm hướng 1 trong thân của em. Đợi em đi động ra cái nữa. Mong nhân 17 lên phát đây. Khổ nhiều rồi. Bây giờ nó còn đá hạng B á, chị giờ chỉ còn top B nó mất top cái. Ít 10 hướng 3 giờ. Rồi ok, đi luôn đi. Con đá trong đi luôn giùm cái. Làm ơn ơi. Ôi 17 nè, đi giùm cái làm ơn ơi. Huyền Trúc, cố gắng xiên nó đi. Làm ơn đi giùm cái đi. Rồi kiếm nhân điểm tiếp chị ơi. Kiếm năng điểm tiếp. Văn đọc, Quỳnh đọc. Nga, không đi mới khổ. 17 cái đá mà làm một phát là 15 triệu luôn rồi. Chết tiệt, cái thằng chết tiệt. Rồi kiếm nhân chị ơi, kiếm nhân tiếp. Văn Quỳnh Nga, cạn dòng nước mắt. Bây giờ nó gần đi rồi á. Để em lụm mấy cái này cho nó hút rơi cái nhân điểm ra. Rồi nhân điểm ra kìa, là ngon. Đặng Tuấn Anh, ai bảo đếm cua trong lỗ. Ít nó sẽ ra từng đợt. Chị cũng biết là từng đợt hay không nữa. Ăn chay này nó khổ lắm. Hai Giang, về Việt Nam chưa? Kiều đang ở map Nhật chứ Kiều chưa về map Việt Nam. Tại nhà anh của anh cho biết trả điểm gì nữa bây giờ là em. Nó đi chưa ta? Chưa đi đúng không? Nó hạng B á, chú ý hạng B nó mất top là nó. Rồi nó đi rồi kìa. Chị ơi coi coi kiếm nhân chị ơi. Huyền Trúc, đâu ai biết được chữ ngờ. Không có ít. Em chạy cho rớt đuôi ra đi. Không có ít rồi kìa ơi. Em chạy thiệt rồi. Ôi. Không có tên. Hello kèo. Được cái nhân 5 mà. Ủa ít người mà. Ê kẻ có. Ngoài thân chị em hút chưa?
Kim lập lực nhân năm rồi. Không đen bởi vì quá đen, cuối cùng cũng đã ăn hết ổ rắn này. Nhưng tiếc cho kẹo không có nhân điểm ăn để lên điểm cao hơn. Số kẹo ăn chay chừng rồi. Kết thúc video tại đây, theo dõi kênh để xem những video hay ho khác nhé. Ôi cảm ơn Âu Diệp nha. Thank you, thank you. Không đen quỳ quá đen.